Tiêu điểm của ngày hôm nay vẫn là phong cách hải sản. Và xin được trân trọng giới thiệu mực nướng một nắng. Một nắng thật đấy. Đây, ố đây chứ còn gì nữa, hơi ố ố còn gì. Món quà thâm giao tuổi thơ của thiếu chủ với chúa hề Genta, Ika Origami, một chiếc mực, sở hữu cách chơi xoay vòng tại một điểm cố định. Kèm theo đó là kỹ năng hút thẳng về phía trước. Thần kiếm vũ trang Ika Shinkeno. Và mảnh ghép giúp cho Dai Kaio triển khai thành hình dạng cuối cùng. Sau những con hàng chỉ biết lắp lên cho nó có lệ thì em hàng mực của chúng ta lần này đã được phân bố quanh cơ thể một cách rất là đồng đều. Mỗi vị trí đều thể hiện được chức năng vô cùng rõ rệt. Chưa kể là còn lắp ráp được với cả hai hợp thể chính. Nó lại cứ mắc binh chi linh luôn chứ còn gì nữa nhỉ?